đến cuối con đường rồi các bạn. Và tại đây có một cái khu nghỉ khách sạn rất là lớn. Tại vì bây giờ là đang ở trong rừng rồi, nên là tại một đất nước gọi là một trong những đất nước nghèo nhất thế giới. I will run very fast. Are you sure? Sure. Oh. Đường rất là trơn trượt, ổ gà và rất là nhiều đường. Ấm quá trời ấm luôn, ở đây có hai người Tây nữa nè. Wow, ấm dữ. Ấm chưa? Thank you. Today is my birthday. Yeah. Ngay lúc này mình đang di chuyển đến một khách sạn rất là đặc biệt trong rừng tại Uganda. Như các bạn đã biết, Uganda là một đất nước ở Đông Phi, là nơi có thảm thực vật rất là xanh. Và khách sạn này thì nằm sâu bên trong rừng rậm nhiệt đới. Để đến được khách sạn này, mình phải trải qua nhiều trạm, đổi qua nhiều chuyến xe, từ xe bus, xe ô tô, rồi xe jeep và thậm chí là cả xe máy nữa. Dọc đường đi thì mọi người có thể thấy rất là nhiều người phụ nữ đang đội thúng ở trên đầu, và có người còn cõng cả con theo. Nhìn vào lộ trình và cách mình di chuyển đến khách sạn này thì chắc mọi người cũng sẽ thấy được vị trí đặc biệt của khách sạn này rồi ha. Càng vào sâu bên trong thì địa hình cũng khó di chuyển hơn. Mới đầu thì mình đi bằng xe bus của người địa phương, rồi sau đó mình đổi qua xe 4 chỗ, rồi đổi qua xe jeep, và cuối cùng thì đi bằng xe máy. Đường rất là trơn trượt, ổ gà và rất là nhiều bùn. Nhìn đường là biết khó đi rồi. Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại một cái khách sạn nằm sâu ở trong rừng luôn. Và đây là một trong những khu rừng nhiệt đới lớn nhất ở châu Phi. Và chỗ mình đang đứng đây chính là kế bên cái khu rừng đó. Ở đây có một cái khách sạn rất là đỉnh, và hôm nay mình sẽ cho các bạn xem khách sạn này đỉnh như thế nào. Mình đã đi rất là nhiều khách sạn, từ những khách sạn ở núi tuyết, những khách sạn ở sa mạc, hay là những khách sạn ở những cái vực hay là hoang mạc, đất đá các kiểu. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ cho các bạn xem cái khách sạn này. Đây là một khách sạn nằm kế bên cái khu rừng nhiệt đới. Và đương nhiên khung cảnh xung quanh đây cũng là khung cảnh thiên nhiên rừng nhiệt đới. Bây giờ mình đang đi vào bên trong khách sạn này. Đây là đường đi vào trong khách sạn đây. Và nhân viên của khách sạn này cũng khá là nhiều nha. Vừa vào một cái là bạn thấy không? Không hiểu sao nó làm ở chỗ này lớn như thế này để làm gì không biết nữa. Nó như một cái quảng trường luôn các bạn. Rộng lắm. Mà dưới sàn là lót gạch hết nha. Và cái khách sạn này là nằm ngay chỗ cái đồi luôn. Bạn xem ở dưới này, dưới khách sạn thậm chí là có hồ bơi nữa nè. Ớn chưa? Cái khuôn viên của khách sạn này người ta làm rất là nhiều tầng tầng lớp lớp. Bạn thấy cái đường cầu thang nè, đi lên đi xuống bắt chéo tùm lum hết. Wow, thậm chí là khách sạn còn có cả máy chạy bộ, máy đạp xe đạp, phòng tập gym. Thấy không? Bên này lại có một cái khuôn viên nữa nè, để người ta có thể ra đây ngồi hóng gió. Thấy cái khách sạn nằm tận sâu trong rừng mà cái không gian của nó, cái quy mô của nó bá đạo. Tại vì nằm rất là sâu ở trong rừng nên là không có điện, phải xài máy phát điện này. Người ta làm rất là nhiều không gian luôn nha. Mà xem ở đây có cái không gian chỗ này, sau đó là qua bên kia có mấy cái chòi nữa, mà mỗi cái chòi là đều rất là lớn các bạn. Một cái chòi giống như là một cái quán cà phê luôn. Ồ, xem nè, vừa vào là mình thấy một cái lễ tân đây. Đó, mình thấy không gian lớn không? Ồ, đó. Đây lại thêm một không gian nữa, giống như là người ta có thể ra đây người ta ngồi uống nước cà phê các kiểu. Đây là bãi đi xe nè. Còn bên trong này là nhà hàng. Và khách sạn này thì nằm ở đâu? Khách sạn này thì nằm ở kế bên rừng nhiệt đới của Quindi. Quindi là rừng nhiệt đới lớn nhất tại Uganda. Uganda lại là một nước ở Đông Phi, là một trong những đất nước mà gọi là xanh nhất ở châu Phi luôn các bạn. Bây giờ mình vào mình làm thủ tục các bạn. Yeah. So, do the payment. Không thể nào đi sâu vào được nữa. Kiểu như là đến cuối con đường rồi các bạn. Và tại đây thì có một cái khuôn viên khách sạn rất là lớn. Và mình sẽ cho các bạn xem khách sạn này nó lớn như thế nào. Việc phải làm đầu tiên lúc nào cũng sẽ là nhận phòng trước đã. Bây giờ mình đang làm thủ tục để nhận phòng. Anh nhân viên sẽ dẫn mình đi xem phòng và giới thiệu rất là kỹ càng về phòng của mình. Hello. Hello. Cái khách sạn này là ở trong rừng luôn nha các bạn. Tại một đất nước gọi là một trong những đất nước nghèo nhất thế giới. Và bây giờ nó lại nằm sâu ở trong rừng nữa. Nhưng mà thường thì mấy khách sạn nằm sâu trong rừng thì nó thường mắc và nó cũng thường là xịn. Tại vì nó là thuộc dạng giống như là nghỉ dưỡng, hay là những người mà họ chi nhiều tiền ra, họ tới, họ tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái người ta ở các bạn. Hiện tại là 7 giờ tối rồi, trời thì vẫn còn hơi sáng một xíu. Nhưng mà họ đã mở đèn lên hết rồi nè. Mình xem bên ngoài cái khách sạn mình ở đây, nó sẽ có rất là nhiều phòng như thế này liền kề với nhau. Nó không phải là giống như một cái bungalow nó riêng ra nhiều phòng như thế này thôi, nhưng cũng khá là yên tĩnh và khá là riêng biệt các bạn. Đây là phòng của mình đây. Nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh làm khá là kiên cố nha. Nhìn tường đồ đây
tường nó làm đá nè, máy nóng lạnh hay là vòi sang đầy đủ. Mở cái này thử. Ồ, nóng không? Không, họ kêu là đã mở rồi mà sao vẫn không thấy nóng lạnh ta. À, đây là chắc là nóng lạnh đây. Họ kêu là nóng lạnh đã mở rồi nhưng mà ồ, nóng. Nóng rồi nè. Thấy cái này nó không có đèn, đáng lẽ cái này nó phải có đèn cho mình biết nè. Không có đèn đâu. Còn cái vòi nước này thì sao? À, nước cũng không mạnh lắm. Nhưng mà như vậy được rồi. Này là tuốt sâu ở trong rừng mà, không đòi hỏi gì nhiều. Có mấy cục xà bông đây, cây móc đồ. Ở đây họ rất là hay dùng đồ bằng gỗ nha. Tại vì trong rừng mà, trong rừng thì làm gỗ nó hợp hơn, với lại cũng rất là tiện. Họ ở trong đây họ vật liệu xây dựng để sẵn hết trong đây, vật liệu xây dựng tự nhiên luôn. Chỉ cần cưa cây về làm thôi. Còn đây là phòng của mình đây. Giường cũng làm bằng cây to nè. Wow, giường này đẹp ta. Làm cây to 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 này không? Đúng là ở đây không có gì ngoài gỗ hết các bạn. Trên trần thì làm mấy cái tấm cốt như này thôi. Rồi mấy cái bóng đèn vừa đủ sáng thôi. Xem ở đây có cái gì. Đây có chậu cây nữa nè. Xem ở đây có gì. Wow. Làm bằng mấy cái dây này. Nhìn rất là hòa hợp với lại thiên nhiên. Wow, và đây chính là cái mà ăn tiền nhất đây. View. Bá đạo chưa? Wow, ở trong này nhìn ra nè. Ở dưới là rất là sâu các bạn. Nhìn không biết camera thì thấy thế nào nha. Chứ còn ở dưới này, nhìn ở trong này, nhìn xuống ở dưới đó giống như một cái vực sâu mà có cây cối nhiều. Để xem thử, đi ra xem thử. Wow, có cái hiên nè, cái hiên này ăn tiền nè. Ăn tiền cái hiên này không? Khoảng là 2,5 triệu ăn tiền. Cái phòng này là 2,5 triệu một đêm các bạn. Mà ăn tiền là ăn tiền cái view này không á trời. Wow, có cái không gian nè. Trời đã ấy trời. Hai ghế để ngồi. Mình thấy mấy bức tường nó làm toàn cây to không? Đúng là không có gì ngoài gỗ hết. Rồi nhìn cái cây to mà thấy muốn xót luôn á trời. Kiểu như họ phải chặt nhiều cây cối á. Đây là view nha các bạn. Ở dưới đây là một cái đồi nó truyền kiền xuống, cỏ thì xanh. Rồi có mấy cây cao thưa như này rất là đẹp nha. Nhìn rất là thoáng, nó không phải kiểu rậm rạp, sợ. Ồ, bên đây còn có mấy cái hiên của mấy cái nhà khác nữa. Bên ngoài đây cũng có đèn nữa nè. Chắc là phải mở đèn lên. Wow, bên ngoài nhìn vào bên trong nè. Đẹp chưa? Bên ngoài thì màu đen nhưng mà bên trong đèn sáng màu vàng á. Ok. Tìm cái bật đèn ở ngoài kia mà tìm không thấy. Bật đèn lên thử. Ở đây họ chạy điện bằng máy phát điện. Và tới 10 giờ mấy là họ tắt điện à. Nên bây giờ cũng phải tranh thủ sạc đồ điện đó. Nói chung là tất cả mọi thứ đều có, vừa đủ xài thôi. Cả điện cũng vậy, 10 giờ mấy là họ cúp điện nhưng mà vẫn đủ xài. Và ở đây có 2 đôi dép nhưng mà mình xài 1 đôi thôi. Để xem điện mình có em không. Wow, không dày lắm nhưng mà có vẻ như cũng em. Wow, nói chung là cũng được. Không dày lắm nhưng mà cũng em. À, không có lò xo, nó không có đàn hồi nhảy lên, không đã gì. Được 2 chai nước ở đây nữa. Không miếng nước đã. Mình phải di chuyển từ sáng sớm mới đến được đây các bạn. Di chuyển từ sáng cho tới hơn 7 giờ tối, đi qua rất là nhiều chuyến xe mới tới được cái khu rừng ở trong này. Đi ăn tối thôi. Một phần ăn tối ở đây là khoảng 15.000. Ở lộn, 15 đô. Hey. Ở một cái lodge rất là đỉnh, ở trong rừng trong rú thôi các bạn. Nên là tối thui hết, rất là rộng luôn nha. Xem nè, xem cái sảnh của nó vào nè. Wow, rộng chưa, mà lót đá hết. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến nhà hàng. Đây là phòng lễ tân. Mà mới đầu thì mình không quay được. Lên cái đồi này là nhà hàng rồi đây. Wow, hết hồn. Tưởng con gorilla, con King Kong. Thì ra cái tượng thôi. Oh, wow, nhà hàng lớn dữ. Ở đây có bán cả đồ lưu niệm nữa nè các bạn. Đây là nhà hàng. Oh, cũng không lớn lắm. Cũng không nhỏ, cũng không lớn, vừa vừa. Wow, ấm lắm nha. Wow, ấm là do họ đóng cửa xong. Họ có những cái lò than như thế này đây. Ấm quá trời ấm luôn, ở đây có 2 người Tây nữa nè. Wow, ấm dữ. Ấm chưa? Mình đặt đồ ăn rồi, phải đặt trước, ăn ở đây phải đặt trước. Tại vì ở trong rừng các bạn. Không biết ở bên ngoài này có gì không. Oh, ở đây là có cái bình ngoài nữa nè các bạn. Ai mà muốn ra ngoài thì ra ngoài được. Nhưng mà ở ngoài đây lạnh lắm. Wow, nó rộng.
bên kia nữa, tuốt bên kia luôn. Wow, rộng dữ. Họ thiết kế cái nhà hàng này trên cái đồi là có ý đồ hết rồi. Thôi đi vào chứ đi lạnh. Bên trong có lò than ấm lắm. Ở đây ăn là phải đặt trước nha các bạn. Tại vì bây giờ là đang ở trong rừng rồi nên là họ không có làm dư thừa hết, không có ai hết. Chỉ có khách ở đây và đồ ăn thì buổi tối là 15 đô. Còn buổi trưa với buổi sáng là mỗi bữa là 10 đô. 10 đô là khoảng 250 các bạn. 15 đô là khoảng 350, 400 gì đó. Ở trong rừng mà rất là xịn nha các bạn. Xem nè. Hello. Yeah, everything okay. What do you have? You have some juice or maybe tea? Tea or coffee or juice? Any coffee machine? I use the coffee machine. Oh, I don't drink coffee. Maybe tea. Tea. Thank you. Họ trang trí cái bàn rất là đầy đủ mà rất là đẹp. Wow. Có một mình ngồi ở đây thôi. Thấy hai ghế. Thấy giống như là hai người ngồi nhưng mà thật ra một mình thôi. Yeah, thank you. Đầu tiên vào sẽ phục vụ nước uống. Đây là bữa tối nha các bạn. Thank you very much. Tuyệt vời luôn. Trời thì nó hơi lạnh lạnh. Ở trong đây thì ấm mà uống trà ấm nữa. Tuyệt vời. Yeah, wow. Đây là phần ăn đầu tiên đây. Thank you. Một bữa ăn thì luôn có 3 phần là khai vị và món chính. Sau đó là tới tráng miệng. Dù là ở đây mình ăn một bữa tối rất là đơn giản nhưng mà nó vẫn đầy đủ. Đây là khai vị. Mọi người đều có khai vị các bạn. Có nến nữa nè, hấp dẫn chưa? Thử thử trà ở đây như thế nào. Trà ở đây khá là nổi tiếng nha. Nó sắp tới cái gọi là chát thôi. Nó chưa gọi là chát nha các bạn. Nó hơi một xíu thôi, rem rem một xíu thôi. Kiểu như nó rất là thanh thanh vừa thôi các bạn. Ở trong rừng mà đầy đủ thật. Có rau, có đồ, có salad đầy đủ hết. Món này rất là ngon nha. Đơn giản nó chỉ là salad với lại bánh mì thôi nhưng mà rất là ngon. Văn tranh thủ chứ mấy anh đang đợi đến đêm món mới là kiểu như phải xong món này mấy anh mới đem lên được. Thank you. Wow. Ở đây mấy anh phục vụ rất là nhiệt tình, chu đáo. No problem. Ok. Yes. Ok. Yeah, thank you. Wow. Oh. Huh. Thank you very much. Đây là phần ăn chính của mình rồi. Sẽ có là gì đây? Có cơm nè, rau củ quả nè, thịt. Này là gì không biết luôn, phải ăn thử mới biết. Củ mì. Này nước tương kiểu gì đây? Nước tương mặn. Ok phép, nước tương này ăn với củ mì thì đúng bài luôn. Wow, xem đây. Vâng. Ngon quá, giống như là ở Việt Nam hồi xưa hay làm củ mì mà trộn với muối ớt vậy. Cái này không phải muối ớt nhưng mà nó mặn mặn kiểu vậy. Lâu lắm rồi mới ăn lại củ mì. Ngon quá, ăn thử miếng cà rốt thử. Wow. Cà rốt cũng ngon nữa. Wow. Bình thường mấy cái chỗ mà mình ăn họ làm cà rốt luộc như thế này đó, nó hơi cứng cứng mà cái này người ta hấp sao mà rất là vừa nha. Mà người ta hấp với lại cái gì nữa, chắc người ta có bỏ muối hay gì vào á. Ăn nó hơi có vị, hơi mặn mặn một xíu. Nó không bị nhạt các bạn. Đúng là người ta hay nói Uganda đồ ăn rất là ngon. Bây giờ ăn thì mới thấy là đúng thật. So với lại mấy cái nước ở lân cận luôn nha các bạn. Không cần phải so đâu ở xa. Thì Uganda rất là nổi bật. Đồ ăn rất là ngon. Ngon hơn mấy nước lân cận. Đậu nó làm rất là ok. Nhưng mà kiểu như không phải là món mình thích nên là. Nhưng mà họ làm rất là ok, rất là vừa vừa các bạn. Cái nó không cứng không mềm nha, nó hơi ấm ấm mà họ làm mới làm xong thôi và nó hơi có vị một xíu. Thank you. Today is my birthday. Yeah. Yeah, you just sing a song. Thank you. Yeah, it's real. Cúp điện rồi. Ồ, có điện lại rồi. Vừa nói cúp điện xong rồi có điện luôn. Tại vì ở đây họ phát máy nổ các bạn. Làm gì có điện đâu, phải phát máy nổ.
Bạn biết này là gì không? Này là cá nè. Cá nhưng mà họ làm theo kiểu như là họ tách ra á, sau đó họ chiên giòn lên một xíu. Kiểu như là ăn giống tây thôi các bạn. Dễ ăn, ăn bằng cái này thôi, chứ không có phải cầm cái miếng cá lên gặm. Cá ở đây người ta toàn làm như này thôi. Người ta làm chiên giòn hết các bạn. Ngon. Wow. Vậy là tính ra là tất cả các món nhỏ nhỏ ở đây thì mình đều ăn được, không có chừa cái nào hết. À quên, còn cơm nữa, không phải cứ cơm là ăn được đâu nha các bạn. Ý là cơm thì nó dễ ăn hơn mấy khác thôi, nhưng mà để xem thử có phải hợp khẩu vị không. Cơm cũng ok. Nhưng mà ý là ăn được thôi, nhưng mà không ngon lắm. Cơm ở Việt Nam là khắc quắc luôn nha các bạn. Không phải là cứ cơm là giống nhau đâu, gạo nó khác 180 độ luôn. Nói chung là cơm này là ăn không ăn nhiều được đâu. Ăn cái miếng này thôi là thấy ớn luôn rồi. Nó không có vị gì hết. Hạt cơm ở Việt Nam mình ăn vào thấy nó hơi ngọt ngọt một xíu nha. Còn ở đây ăn không có vị gì hết. Ngon quá. Tại vì nó đầy đủ nên mình cảm giác rất là ngon miệng nha. Có rau, có củ, có thịt, có đủ thứ. Nên là rất là ngon miệng. Thank you Nico. Cây nến này cháy hết nửa cây rồi mới ăn xong. Ăn quá lâu. Wow, no. Còn chán miệng nữa. No quá. Wow. Không có mấy khi mà ăn no được như thế này. Wow. Thank you. Wow, đây là phần chán miệng đây. Có một lát dưa hấu, một lát dứa. Dày nha. Một lát thôi nhưng mà dày nha. Rồi, hai miếng chanh dây. Mỗi thứ mỗi chút thôi nhưng mà tạo thành bữa ăn hoàn hảo. Để xem thử khách sạn này còn gì hay nữa không. Ah, my dinner is so awesome. I have everything. Yeah. So this is the breakfast menu. Yeah. This is egg zoville. I want plain omelette. I having plain omelette. Plain omelette. Yeah. Okay. I want banana pancake. Banana yeah. Pancake. Wow, banana pancake. Mình rất là thích cái món này. And pork and beef sauce. And I want beef sausage. Beef sausage. Yes. Fresh. Bữa ăn sáng mà thấy không? Ăn sáng là 10 đô nè. Còn bữa ăn trưa cũng là 10 đô luôn. Là khoảng 250 một bữa các bạn. Giá cũng ok phết ha. Về phòng thôi. Good, I can get you an umbrella. Oh, no need, I will run. I will run very fast. Are you sure? Sure. Now when you open, one second I will run. Oh, mưa rồi các bạn. Về thôi. Oh, về thôi. Tối thui hết cái mình. Ở trong cái khu này thôi. Đây là view buổi sáng nha các bạn. Wow, sương khói mờ nhân ảnh luôn chưa. Wow, coi kìa. Mây cứ lưng lửng. Wow, rừng đây là rừng rậm giống như là hồi xưa coi phim Tắc Răng á các bạn. Chim kêu vượn hú đầy luôn ở trong này. Sáng vừa ngủ dậy là nghe tiếng chim đủ loại chim hết. Rồi vượn, rồi đủ thứ hết. Nó hú ở trong này nè. Đủ loại tiếng kêu khác nhau hết. Trời, lần đầu tiên mà ngủ ở trong cái rừng mà sâu như thế này luôn các bạn. Đây là rừng rậm nhất luôn rồi. Không có rừng rậm hơn được nữa. Sáng của mình đây. Yeah. À, đây là nước chanh dây. Đây là trà. Trà hiện như buổi tối thôi. Có trái cây đây. Đây chỉ là những món phụ thôi. Chúng mình họ đem ra. Yeah. Thank you. Bánh mì. Và chắc là thêm vài cái trứng nữa các bạn. Ăn sáng nhẹ vậy thôi. Ăn tranh thủ rồi đi chơi. Oh, hút miếng trà. Nóng. Buổi sáng có gì đây? Trứng nè. Trứng không thôi. Hoặc chiên không. Rồi có omelette, rồi có xúc xích bò, có cái này bacon, là thịt xông khói các bạn. Cà chua, nước trái cây nè, trà. Đơn giản nhưng mà khá là đầy đủ nha. Hơi trễ giờ đi chơi rồi, phải ăn nhanh một chút. Lại một trải nghiệm tuyệt vời nữa tại một khách sạn rất là đặc biệt nằm sâu trong một khu rừng rậm nhiệt đới ở châu Phi. Các bạn thấy khách sạn này thế nào? Ok, được rồi, mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau.